mừng các em đến với Anh ngữ Hanwei. Trước khi vào bài ngày hôm nay, các em hãy xem hình ảnh sau đây. Các em có nhận xét gì về chiều cao của bạn Mary và bạn John nhỉ? Đúng rồi, có phải là Mary cao hơn bạn John không? Cô sẽ có câu sau đây: Mary is taller than John and John is shorter than Mary. Mary cao hơn John và John thì thấp hơn Mary. Ở đây cô đang sử dụng phép so sánh để so sánh chiều cao giữa bạn Mary và bạn John. Vậy thì để biết được cách so sánh giữa hai vật hay là hai người như thế nào thì các em hãy theo dõi bài học ngày hôm nay nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's get started. Đầu tiên, các em hãy viết tên đề bài ngày hôm nay. Unit 1, Towns and Cities. Lesson 5, Language Focus, Comparative Adjectives. Chúng ta sẽ phải phân biệt được cho cô tính từ ngắn và tính từ dài, short adjectives and long adjectives. Short adjectives, tính từ ngắn là tính từ chỉ có một âm tiết. Nghĩa là sao? Khi chúng ta phát âm tính từ đó ra thì chúng ta chỉ nói ra một âm thôi. Ví dụ như là gì đây? Tall, thick, short, big. Đấy, chúng ta chỉ phát âm ra một âm tiết thôi thì chúng ta sẽ gọi đó là tính từ ngắn. Còn tính từ dài, long adjectives, là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên. Nhớ cho cô nha, hai âm tiết trở lên. Rồi chúng ta đi vào cách so sánh hơn đối với những tính từ ngắn, short adjectives. Thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc như sau. Nhớ phải có động từ to be cho cô nè, am, is, are đầy đủ ha. Cộng với tính từ ngắn, short adjective và thêm đuôi, er. Và sau đó cộng với than. Nhớ cho cô cái từ than này nó có nghĩa là hơn trong tiếng Việt đó các em. Nên là khi chúng ta so sánh giữa vật này và vật kia, nhớ không bao giờ được thiếu than. Rồi, cô sẽ có ví dụ sau đây. The yellow building is higher than the blue building. Tòa nhà màu vàng thì cao hơn tòa nhà màu xanh. Các em thấy tính từ high, tính từ ngắn đúng không? Chúng ta phát âm ra chỉ có một âm tiết. Chúng ta sẽ thêm đuôi er, higher, và cộng với than. Ok? Tiếp theo, chúng ta học đến cách so sánh hơn đối với tính từ dài, long adjectives. Tính từ dài là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên. Đầu tiên chúng ta vẫn phải có to be, am, is, are, cộng với more, cộng với tính từ dài và sau đó cộng với than. Nhớ là không bao giờ được thiếu than nha. Cô có ví dụ sau đây. French is more difficult than English. Tiếng Pháp thì khó hơn tiếng Anh. Đấy, các em thấy difficult, tính từ này có mấy âm nhỉ? Difficult, ba âm đúng không? Là tính từ dài. Ở đây chúng ta sẽ cộng thêm more và nhớ phải có than. More difficult than, khó hơn. Rồi chúng ta có một số trường hợp đặc biệt sau đây. With some two syllable adjectives, we can use er or more. Đối với một số tính từ hai âm tiết, chúng ta có thể thêm er đằng sau hoặc là cộng với more để thể hiện so sánh hơn. Ví dụ, quiet, im lặng, im ắng đúng không? Thì từ này có hai âm tiết quiet. Chúng ta có hai cách, một là thêm đuôi er đằng sau và cách thứ hai đó là cộng với more, quieter hoặc là more quiet. Đấy, tính từ clever, thông minh, hoặc là cleverer, hoặc là more clever. Tiếp tục chúng ta có tính từ narrow, hẹp ha. Thì hoặc là chúng ta sẽ dùng er đằng sau, narrower, hoặc là chúng ta thêm more, more narrow. Tiếp theo là từ simple, đơn giản. Thì hoặc là chúng ta chỉ cần thêm er, tại vì từ này đã có e rồi ha, simpler. Hoặc là chúng ta thêm more đằng trước, more simple. Thì những đặc biệt này thì chúng ta gặp nhiều là chúng ta sẽ nhớ được thôi ha. Trường hợp tiếp theo, if the adjective ends in e, we add r. Đối với những tính từ mà kết thúc bằng chữ e thì chúng ta chỉ cần thêm r thôi ha. Ví dụ là gì đây? Safe, an toàn, thì chúng ta chỉ cần thêm r thành safer. Ok, tiếp tục. Final with y changes to i and plus er.
Đối với những tính từ kết thúc bằng chữ y dài thì chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và sau đó thêm đuôi er bình thường ha. Pretty thành prettier. Tiếp tục một trường hợp nữa đó là one syllable adjective endings with vowel and one consonant. We double the consonant. Đối với những tính từ một âm tiết và kết thúc với dạng là phụ âm, nguyên âm rồi đến phụ âm thì chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm er. Ví dụ big chuyển thành bigger. Các em nhìn thấy từ big này nè. Các em nhớ nha, trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có 5 nguyên âm đó là E, U, O, A, I, gọi là vowel. Còn những chữ cái còn lại sẽ là consonant, phụ âm ha. Thì ở đây chữ G chính là phụ âm consonant, I là vowel, nguyên âm, B sẽ là consonant, phụ âm. Đấy thì chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm er. Big thành bigger. Nhớ nha. Những trường hợp đặc biệt này thì chúng ta phải nhớ thôi. Chúng ta gặp nhiều chúng ta sẽ nhớ được. Một số trường hợp đặc biệt nữa. Tính từ good, tốt thì tốt hơn chúng ta phải đổi thành better. Bad, xấu, tồi tệ thì chuyển sang so sánh hơn chuyển thành worse. Far, xa, chúng ta có hai cách. Một là farther hoặc là further. Much, many, nhiều đúng không? Nhiều hơn chúng ta sẽ chuyển thành more. Các em hãy nhớ like, share và subscribe, đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Tiếp theo, để làm quen với dạng so sánh hơn của tính từ thì chúng ta sẽ làm một số bài tập nha. Bài đầu tiên, write the comparative form of the adjectives in the table. Chúng ta sẽ viết dạng so sánh hơn của những tính từ ở trong bảng sau đây. Ở đây chúng ta thấy có bảng short adjectives. Đầu tiên phần regular, thông thường ha, thì chúng ta nhớ sẽ đuôi thêm đuôi er đằng sau tính từ. Ví dụ từ quiet chuyển thành quieter, right? Clean and slow, một âm tiết nè. Clean thêm đuôi er thành cleaner. Slow, slower. Good. Tiếp tục end in e. Những tính từ kết thúc bằng chữ e thì chúng ta nhớ lại trong trường hợp đặc biệt ha. Tính từ kết thúc bằng e chúng ta chỉ cần thêm er thôi. Nice chuyển thành nicer. Safe, safer. End in consonant plus y. Những tính từ kết thúc dưới dạng là phụ âm cộng với y dài. Ví dụ từ friendly, các em thấy là có y dài nè và chữ L là phụ âm đúng không? Thì chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn sau đó thêm đuôi er. Friendlier, pretty, prettier. Tiếp tục end in consonant plus vowel plus consonant. Những tính từ kết thúc theo dạng là phụ âm cộng với nguyên âm cộng với phụ âm. Ví dụ như tính từ big, lớn, chúng ta sẽ đổi thành bigger và nhớ nhân đuôi chữ g cuối nha. Tiếp tục hard, t là phụ âm nè, o là nguyên âm nè, h là phụ âm đúng không? Thì chúng ta sẽ nhân đôi âm t lên, harder, được chưa? Rồi, tiếp tục long adjectives, tính từ dài. Tính từ dài là những tính từ có từ hai âm tiết trở lên nha. Từ đầu tiên, dangerous, nguy hiểm. Dangerous, ba âm tiết nè. Thì chúng ta nhớ chúng ta chỉ cần thêm more đằng trước thôi. More dangerous, modern, hiện đại. More modern. Expensive, đắt đỏ. Đắt đỏ hơn thì sẽ là cộng thêm more nha. More expensive. Rồi tiếp tục chúng ta tới bảng irregular là bất quy tắc. Bất quy tắc là những trường hợp đặc biệt đấy các em. Là nó không theo một quy tắc nào hết và chúng ta phải nhớ. Ví dụ tính từ good chuyển thành better, tốt hơn. Bad, worse, tồi tệ hơn. Far, farther or further, xa hơn. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 trong sách giáo khoa. Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. Các em sẽ viết lại những câu sau đây sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ ở trong ngoặc. Câu số 1, người ta cho tính từ trong ngoặc là expensive. Expensive là tính từ dài đúng không? Hai âm tiết trở lên thì chúng ta nhớ là phải có từ more. Ở đây chúng ta thấy là so sánh giữa cái gì với cái gì nhỉ? Ở đây here với là ở nước tôi, in my country.
đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt cái expensive đằng sau, ngay đằng sau to be cho cô nhé. Tính từ so sánh hơn ngay đằng sau to be, và trước đó sẽ có to more. Vậy câu này sẽ là gì? It's more expensive here than in my country. Đúng không? Tiếp tục câu số 2. Tính từ so sánh là bad. Bad nằm trong trường hợp nào nhỉ? Irregular, đúng rồi. Bất quy tắc, chuyển sang sẽ thành worse. Thì nhớ cho cô so sánh hơn, nó sẽ đứng đằng sau to be á. Is worse than, đúng không? Vậy câu của chúng ta sẽ là the weather today is worse than it was yesterday. Thời tiết ngày hôm nay thì tồi tệ hơn ngày hôm qua. Câu số 3. Các em thấy tính từ quiet nó nằm trong trường hợp nào nhỉ? Trường hợp tính từ hai âm tiết nhưng mà vẫn có thể thêm ở đằng sau được ha, chuyển thành quieter. Cái này so sánh ở lớp này với lớp khác đúng không? This class với là the other class. Chúng ta có câu sau đây. Why is this class quieter than the other class? Tại sao lớp này yên lặng hơn lớp khác? Câu số 4. Tiếp tục là câu nghi vấn nào. Modern, đây là tính từ dài đúng không? Hai âm tiết rồi, chúng ta nhớ có từ more. Câu nghi vấn thì to be phải ở trên đầu, nên chỗ tính từ so sánh nó sẽ đặt sau vật được so sánh đầu tiên ha. Đó là in New York, đúng không? Câu của chúng ta sẽ là gì đây? Are the buildings in New York more modern than the buildings in Oxford? Tòa nhà ở New York thì hiện đại hơn những tòa nhà ở Oxford, phải không? Câu số 5. Tính từ so sánh là pretty. Pretty đây ở trường hợp gì nào các em? Pretty chúng ta thấy là tính từ có kết thúc bằng chữ y này đúng không? Y dài đấy, thì chúng ta nhớ phải đổi y dài thành y ngắn và sau đó thêm đuôi er ha. Prettier. So sánh hơn, tính từ so sánh hơn cứ đứng đằng sau to be cho cô ha. This house is prettier than that house. Ngôi nhà này thì đẹp hơn ngôi nhà kia. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 2. Các em đã hiểu thêm về so sánh hơn của tính từ cho nhỉ? Nhớ nha, chúng ta sẽ chia ra làm tính từ ngắn và tính từ dài. Tính từ ngắn thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi er đằng sau. Tính từ dài chúng ta thêm more đằng trước. Và nhớ cho cô, cả hai đều phải có từ than để thể hiện cái gì hơn cái gì. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần so sánh hơn. Chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Pronunciation, phát âm. Listen and repeat a sound in comparatives. Các em sẽ nghe và nhắc lại những âm ở trong so sánh hơn. Bây giờ các em hãy nghe và nhắc lại nha. Unit 1. Language focus. Exercise 3. 1. Cleaner. 2. Safer. 3. It's nicer than New York. 4. I think Gino's is cheaper than Luigi's. Indicate the word whose both part differs from the other three in pronunciation. Các em hãy tìm ra từ mà có phần in đậm màu đỏ phát âm khác so với ba từ còn lại. Bây giờ cô sẽ cho các em nghe nhé. Cleaner. Woman. Mother. Man. Nicer. Safer. About. Any. Cheaper. Bigger. Compete. Tutor. Tutor. Larger. Larger. Enter. Enter. Grammar. Grammar. Verb. Verb. Bây giờ các em cùng kiểm tra lại đáp án xem mình đã làm đúng hay chưa nha. Bài số 4. Read City on the Sea, page 16 again. You may discover some letters pronounced differently in different words. Now indicate the word whose both part differs from the other three in pronunciation. Các em sẽ đọc lại bài Thành phố ở trên biển, trang 16. Các em hãy tìm ra từ mà có phần in đậm màu đỏ phát âm khác so với ba từ còn lại. Cô sẽ để cho các em thời gian để các em làm bài này nha. Rồi, bây giờ cô sẽ cho các em nghe từng từ và sau đó các em kiểm tra lại đáp án xem mình đã làm đúng hay chưa nha.
C. Square. Star. Cinemas. Cabin. Comfortable. Cafe. Cinema. Trees. Plants. Sports. Shops. Shops. Work. Work. Swimming. Swimming. 20. 20. Answer. Answer. Tiếp tục, chúng ta sang phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Production. Vận dụng. Bài ngày hôm nay chúng ta đã học về cách so sánh hơn, về cách so sánh giữa hai đồ vật hoặc hai người với nhau, đúng không? Vậy thì bài tập của các em là các em hãy viết từ 3 đến 5 câu sử dụng tính từ so sánh hơn để so sánh về hai người, hai vật hay là hai nơi nào đó. Ví dụ cô có hai hình ảnh sau đây. Búp bê là 100.000 đồng, một bé gấu là 150.000 đồng, thì cô sẽ có câu sau đây. The teddy bear is more expensive than the doll. Con gấu thì mắc hơn búp bê. Đấy, các em viết đơn giản như vậy thôi ha. Các em có thể viết 3 đến 5 câu vào trong vở của mình. Các em có thể chia sẻ những câu đã viết của mình với cô cùng với các bạn khác bằng cách là comment ở phần bên dưới video này nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy nhớ học lại những quy tắc so sánh hơn mà hôm nay chúng ta đã học. Viết từ 3 đến 5 câu sử dụng so sánh hơn. Làm bài tập trong sách bài tập, chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Các em hãy nhớ like, share và subscribe, đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Goodbye class, have a nice day.